anh, sắp 20 tháng 10 rồi đây. Có chuyện gì? Thế hôm ý anh có dự định gì chưa để em có xếp lịch? Mà em thấy có điện thoại Samsung Galaxy A01 đẹp phết anh ạ. Còn được trả góp 0%. Đã thế còn được ưu đãi 40% gói bảo hành mở rộng Samsung Care Plus. 20 tháng 10 là ngày gì mà cần phải chuẩn bị? Đúng rồi. Ngày phụ nữ Việt Nam chứ còn gì nữa. Thế em là gì của anh? Bạn gái anh chứ sao? Sai. Mày đùa à? Em lúc nào chả bảo là em là em bé của anh. Thế nên anh không tặng quà cho em là đúng rồi. Bao giờ đến Tết thiếu nhi ấy, anh tặng quà cho em nhé. Công nhận cái con Samsung Galaxy A05 này dùng thích thật ấy. Màn hình vừa to, mỏng nhẹ lại còn sạc nhanh nữa. Mày đùa quá. Ờ. Này, em đang giận à? Anh đùa thôi chứ, làm gì có chuyện mà anh không có quà cho em. À, thật ra cái con Samsung Galaxy A05 này, thật ra ấy, thì con này có tặng kèm dây sạc. Hôm trước à, em bảo là dây của em hỏng đúng không? À, này, em cứ dùng đi, dùng thoải mái nhá. Nhà anh còn nhiều dây lắm.